Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành vừa dựng xong bộ sản phẩm, đó là bộ cuốn thư câu đối Long Hóa. Đây là đơn đặt hàng tới từ khách hàng ở Phú Xuyên, Hà Nội, đó là gia đình anh Tài. Anh đã xem rất nhiều các cái video clip làm về đồ thờ cúng của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành và anh cũng tin tưởng anh đã đặt hàng online một bộ sản phẩm, đó là bộ cuốn thư câu đối Long Hóa Mai bằng chất liệu gỗ vụ. Và gỗ vụ này được xuất xứ và nhập khẩu từ nước Lào. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở. Quý khách có thể ngồi ở nhà, quý khách đặt trực tiếp qua số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành sẽ tư vấn cho quý khách tận tình, tận tâm và tư vấn miễn phí cho quý khách về các cái sản phẩm đồ gỗ phòng thờ cũng như đồ gỗ phòng khách. Bức cuốn thư này chúng tôi cũng báo luôn có kích thước là dài 1m97 và chiều rộng 87. Chiều dày là 5 phân liền khối chưa kể phần chắp ghép và đôi câu đối long hóa có kích thước dài 2m17, rộng 30 và dày 5 phân. Đây là đơn đặt hàng tới từ khách hàng Phú Xuyên, Hà Nội. Và sau khi chúng tôi quay phần mộc, chúng tôi sẽ tiếp tục cho đi hoàn thiện. Thì quý khách mà không về trực tiếp tại cơ sở, quý khách có thể xem qua các video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay rất là chi tiết các cái bộ sản phẩm. Thì quý khách ở xa, quý khách hãy xem kỹ và quý khách có thể chụp màn hình lại trên video trên YouTube. Quý khách gửi trực tiếp cho chúng tôi qua Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ cam kết làm đúng như hình ảnh. Mọi chi tiết. Và quý khách có thể đặt hàng online qua Gmail hoặc qua tài khoản ngân hàng hoặc qua Zalo 0986 883349. Quý khách có thể inbox trực tiếp cho chúng tôi sẽ tư vấn thêm. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành thì là nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bộ cuốn thư câu đối này chúng tôi có làm các cái chữ phụ đề, câu đối bên phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh và ba chữ ở cuốn thư đó là ba chữ Đức Lưu Quang, đọc từ bên phải sang vì là chữ Hán Nôm. Trong rất nhiều video chúng tôi đã giới thiệu về các cái sản phẩm đồ thờ cúng có liên quan tới chữ Hán Nôm, đều được đọc từ bên phải sang. Nhiều quý khách ở xa thì đang rất là băn khoăn không biết đặt hàng online như thế nào, thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua số điện thoại 0986 883349 thì chúng tôi nhận đặt hàng online 24 trên 24. Chúng tôi luôn luôn ưu tiên những cái khách hàng ở xa mà không về được, thì quý khách hãy xem kỹ các cái video giới thiệu của chúng tôi, từ thông số kích thước đến các cái đường nét họa tiết hoa văn. Chúng tôi sẽ làm đúng như hình ảnh. Quý khách cũng nên tham khảo các cái phòng thờ, nếu như phòng thờ rộng thì quý khách có thể đặt hàng theo yêu cầu, đó là dài rộng thêm, còn kích thước phổ thông thì chúng tôi cũng báo luôn. Thường thì chúng tôi làm cuốn thư là dài 1m97, còn quý khách muốn làm dài hơn, chúng tôi vẫn có thể làm được. Quý khách nên đặt hàng trước. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại bộ sản phẩm cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ vụ, hàng dày 5 phân tới từ khách hàng tại Phú Xuyên, Hà Nội. Chúng tôi làm cơ sở đồ gỗ, đồ thờ, sản xuất, bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc. Chúng tôi có giao hàng và lắp đặt. Lưu ý khi quý khách đặt hàng online, quý khách có thể đặt 1 phần 3 số tiền sản phẩm trước cho chúng tôi và sau khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ lắp đặt và bàn giao. Khi đó chúng tôi sẽ thanh toán nốt. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi và quan tâm chia sẻ các cái video clip của chúng tôi trên các cái diễn đàn mạng chợ đồ gỗ mỹ nghệ, chợ đồ gỗ online. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách có thắc mắc gì về các cái sản phẩm, quý khách hãy bình luận ở phía dưới thì chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các cái thắc mắc về hàng mộc cũng như là về hàng sơn. Và sau khi chúng tôi quay video phần mộc, chúng tôi sẽ cho đi hoàn thiện sơn son thiếp vàng theo nhu cầu của gia đình anh Tài, anh ở Phú Xuyên, Hà Nội.
Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Quý khách hàng muốn xem thêm sản phẩm đồ gỗ hiền lành trên YouTube, quý khách hãy tìm kiếm đồ gỗ hiền lành và sau đó sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh. Và quý khách sẽ mở nút chuông thông báo mới nhất để nhận các cái thông báo của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và chia sẻ.